cùng nhau diệt trừ. Dịch này đang hiểm nguy khó lường, toàn dân luôn quyết tâm ngăn ngừa virus Covid. Ngại gì gian lâu, ta nên che kính khẩu trang phòng ngừa Covid. Khi đi ra đường nên tránh vào nơi đông người, cần thường xuyên rửa tay chống dịch và đừng nên chủ quan. Hung thần Covid gian ác không chờ một ai, bao nhiêu du khách đến đây từ vùng Covid, ta nên chân thành khai báo từ nơi đâu về và cần nên cách ly an toàn ngừa lây lan khắp nơi. Xin đừng che giấu mà sẽ hại người hiếp tan hung hận. Ngày không xa nước non hai bình, mừng quê hương thắm tươi, xây đời no ấm hạnh phúc, nhà nhà yên vui, xây đời no ấm.